nếu đời không có ta. Trăm nghìn lần đừng cho mình là quá quan trọng, bởi vì trên thế giới này ai cũng đều rất quan trọng. Nhưng mà bất luận thiếu đi một ai thì trái đất này cũng vẫn cứ chuyển động. Xin kể bạn nghe chuyện lạc đà và con ruồi. Có một con lạc đà phải trải qua trăm nghìn cay đắng khổ cực mới vượt qua được sa mạc cát rộng lớn. Một con ruồi đậu trên lưng con lạc đà và cũng tới nơi mà không mất một chút sức lực nào. Con ruồi hân hoan vui vẻ cười nói: "Lạc đà ơi, cảm ơn ngươi đã phải vất vả cõng ta tới đây. Hy vọng sau này sẽ gặp lại." Nhưng con lạc đà lại lạnh lùng liếc nhìn con ruồi rồi nói: "Lúc ngươi ở trên lưng ta, ta vốn dĩ cũng không biết, cho nên khi ngươi đi cũng không cần phải chào hỏi ta. Bởi vì căn bản ngươi cũng đâu có trọng lượng gì. Đừng tự đề cao mình quá, ngươi tưởng ngươi là ai? Đừng bao giờ cho mình là quá quan trọng." Có một cậu thanh niên sống trong gia đình đông người. Mỗi lần ăn cơm là hơn 10 người ngồi ăn xung quanh một chiếc bàn lớn. Một lần nọ, cậu ta đột nhiên có suy nghĩ muốn đùa mọi người một chút. Trước khi ăn cơm, cậu ta chui vào trong một cái tủ và trốn ở đó, để mọi người phải đi tìm khắp nơi. Nhưng thật không ngờ là đã không có một ai đi tìm cậu cả. Thậm chí họ còn không để ý tới sự vắng mặt của cậu trong bàn ăn. Sau khi mọi người đã ăn no và rời khỏi bàn, cậu ta mới chui từ trong tủ ra và một mình ăn những thức ăn thừa còn lại. Từ lần đó trở đi, cậu ta tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ cho mình là người quá quan trọng nữa, bởi vì như thế có thể sẽ phải nhận lấy sự thất vọng. Đời sống, lúc nên cúi đầu thì hãy cúi đầu. Benjamin Franklin được xưng là cha đẻ của nước Mỹ. Có một lần kia, ông đến thăm một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng. Lúc ấy, ông tuổi trẻ lại khí thế mạnh, nên đã ngẩng cao đầu mà sải bước đi rất nhanh. Không ngờ vừa bước đến cửa thì đầu của ông bị đập mạnh vào cái khung bên trên, đau điếng cả người. Ông không ngừng dùng tay mà xoa xoa bóp bóp, lại vừa nhìn cái khung cửa thấp hơn thân thể mình. Vị tiền bối ra chào đón ông, chứng kiến cảnh này, liền nói: "Rất đau phải không? Nhưng mà đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của chuyến thăm ta ngày hôm nay của cậu đấy. Một người muốn sống bình an vô sự trên đời thì lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Đây cũng là một chuyện mà ta muốn dạy cậu. Một người có thể tự tin nhưng đừng tự cao tự đại. Một người có thể phóng đãng một chút nhưng đừng kiêu căng ngạo mạn. Một người có thể sống rất thọ nhưng cũng không thể trường sinh bất tử. Đừng cho mình là quá quan trọng, kỳ thực cũng là một đức hạnh cần tu dưỡng. Một tâm thái sống cao thượng, một thái độ lạc quan, và là một loại trưởng thành của tâm tính, hay còn là một loại tâm không màng danh lợi. Hề chi một phận đời riêng, buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời. Thiếu ta, đời cũng vậy thôi. Ta là hạt bụi giữa đời bao la." Trong đất đá chẳng biết đâu bên bờ.
con chỉ là hạt cát trong vô trụ bao la, mong manh như sương khói tan biến khi hừng đông. Con chỉ là hạt cát đắm chìm trong đêm đen, vùi sâu trong đất đá chẳng biết đâu bên bờ. Con chỉ là hạt cát trôi giữa đời tha hương, như chim bay theo gió, như bé thơ lạc phương. Con chỉ là hạt cát hàng ngày trôi phiêu lưu, ngược xuôi theo sóng nước, mưa nắng khuya sớm chiều.